là thiên tài hay kẻ điên. Máy bay gặp nạn rơi xuống vườn sau, nhà khoa học thiên tài tưởng rằng chiến tranh hạt nhân bùng nổ, lập tức đưa người vợ đang có thai xuống tầng hầm trú ẩn. Bọn họ sống ở đây 35 năm, đầu những năm 60 của thế kỷ trước, Mỹ và Liên Xô chiến tranh lạnh, chiến tranh hạt nhân bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhà khoa học đã lên kế hoạch từ sớm. Ông lén lạo một không gian trú ẩn dưới đất còn lớn nhà trên mặt đất, bên trong để những vật dụng cần thiết suốt 35 năm. Xem tin tức, Tổng thống Kennedy tuyên bố căn cứ tên lửa Cuba chính thức bị phá hủy. Ông thấy mình thật biết dự đoán. Người vợ hiền hậu luôn thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng vì con, bà không thể mạo hiểm. Tâm trạng của người vợ quá tệ, bà sinh non, một bé trai ra đời thuận lợi. Hai vợ chồng đặt tên cho đứa bé là Adam, vì họ thấy có lẽ họ là con người cuối cùng. Nhà khoa học này thật lắm tiền. Trong không gian trú ẩn, điện thoại, máy hát đĩa, thậm chí là cây thông Noel. Ông còn tạo ra một bể cá nhỏ để nuôi cá, trồng rau xanh trong hộp ôn đới. Người vợ mua sắm trong kho chứa đồ ăn. Bọn họ cũng giống bố mẹ bình thường, cho con sự giáo dục tốt nhất, dạy Adam vật lý, toán học, tiếng Đức, tiếng Pháp, dạy đấm bốc, nhảy, trượt băng. Tuy ở dưới tầng hầm, nhưng cuộc sống của họ không khác gì người trên mặt đất. 35 năm trôi qua như vậy, khi Adam trở thành một người đàn ông đẹp trai tuấn tú. Hôm đó đếm ngược thời gian kết thúc, cuối cùng cửa không gian trú ẩn cũng mở ra. Cuộc sống giam cầm chấm dứt, hai vợ chồng đều hoan hô, tung tăng nhảy múa, vui vẻ giống như trẻ con. Người mẹ chỉ muốn lên mặt đất, bà sắp phát bệnh vì cuộc sống dưới tầng hầm. Nhưng nhà khoa học vẫn tràn đầy cảnh giác với cuộc sống bên ngoài. We wait for night. Oh, shit. Họ chưa bao giờ dạy Adam từ ngữ tục tĩu như vậy, chỉ có thể nói với anh. Sit có nghĩa là thân thiện trong ngữ pháp cổ đại. Well, shit. Vì an toàn, nhà khoa học ra ngoài kiểm tra trước. Ông mặc áo chống tia phóng xạ đi thang máy ra ngoài. Bên ngoài đã thay đổi rõ rệt. Căn nhà giàu có thời đại cũ đã trở thành một đống đổ nát. Thứ ông nhìn thấy là bẩn thỉu và nhếch nhác. Mao chợt nhận nhầm ông là thượng đế. Gã lang thang nhặt rác ăn và người đàn ông mặc quần áo phụ nữ. Ông thấy bên ngoài thật sự quá đáng sợ. Ngay cả người song tính cũng xuất hiện. Mọi người đều bị đột biến gen vì phóng xạ của chiến tranh hạt nhân rồi. Ông lập tức trở lại tầng hầm, nói với vợ con, tình hình bên ngoài rất tồi tệ. Thậm chí ông còn bảo Adam bịt tai lại, không mong anh nghe thấy những lời tục tĩu này. Ông muốn tiếp tục ở lại tầng hầm, nhưng vợ ông thật sự chán ngán cuộc sống tẻ nhạt dưới tầng hầm rồi. Bà muốn Adam cũng nhìn thấy bầu trời, biển cả, đỉnh núi. Khi hai vợ chồng tranh luận, nhà khoa học đột nhiên lên cơn đau tim. Nhưng đồ trong nhà dùng hết rồi, phải ra ngoài đi mua. Adam lấy hết dũng khí, nhà khoa học vội vàng dặn dò anh tránh xa cửa hàng đồ dùng của người trưởng thành, đừng để tư tưởng dâm dục với bẩn tâm hồn thuần khiết của anh. Khi Adam lên trên mặt đất, Mao trở lại tưởng anh là thánh nhân. Tất cả đã tồi tệ như vậy, Adam ân cần an ủi ông ta. Anh đi ra khỏi nơi này, lần đầu tiên anh thấy bầu trời rộng lớn. Sự vui mừng của A Nhiên làm người qua đường tưởng có thứ gì đó đặc biệt xuất hiện trên bầu trời. What is it? The sky. I have never in my life seen anything like it before, or like you. Anh đến siêu thị mua đồ, phát hiện giá cả tăng mạnh. Tờ tiền mệnh giá lớn mười mấy năm trước, bây giờ không mua được thứ gì nữa. Trong lúc buồn bã, anh nhìn thấy một cửa hàng đang thu mua thẻ bóng chày. Đúng lúc anh mang một hộp đi, người đàn ông này từ nhỏ lớn lên trong không gian trú ẩn, vừa mới ra ngoài thành người giàu có. Thẻ bóng chày trong tay anh 30 năm trước, giá cả tăng lên mấy chục lần. Một hộp thẻ bóng chày trị giá triệu đô, nhưng anh không biết chủ cửa hàng tham lam muốn mua lại với giá 500 đô la. Adam còn thấy hơi vui vẻ, nhìn thấy chàng trai ngốc nghếch, nhân viên nữ không chịu được nữa, cô vạch trần ông chủ. Ông ta tức giận đến mức lập tức đuổi việc cô. Adam xin lỗi cô, cô gái lại không chú ý lắm, tên của cô là Eve. Adam Eve, tên của hai người rất hợp nhau. Trên thực tế, Adam vừa gặp đã yêu Eve, vì muốn nói chuyện nhiều hơn với cô, anh xin Eve giúp đỡ, mong cô tìm giúp anh chỗ ở. Nhưng Eve rất cảnh giác, cô sợ người đàn ông này có ý đồ xấu với mình, vội vàng bỏ đi. Adam lại xin lỗi, còn bảo đảm là sẽ tặng một chiếc thẻ bóng chày để cảm ơn. Có tiền không kiếm là kẻ ngốc. Eve đưa anh đến một khách sạn cao cấp. Anh ở trong một căn phòng ở tầng 18. Khi anh kéo rèm cửa ra, anh sợ hết hồn. Lần đầu tiên anh nhìn xuống dưới từ nơi cao như vậy. Ngày hôm sau, Eve hối hận. Cô đến khách sạn trả thẻ cho Adam. Tấm thẻ bóng chày này quá quý giá, cô không thể nhận. Nhìn cô gái bên ngoài nóng tính bên trong tốt bụng này, Adam đang thật sự rung động. Eve là người tốt đầu tiên anh gặp ở đây. Anh bám theo Eve, nhớ đến chuyện cô mất việc vì anh. Anh nhanh trí. Why helping me sell all my baseball cards and buying enough food and supplies to fill several large trucks. Food and supplies? Who for? Like starving people? Oh well, they're not starving yet, but they do need help. Anh đưa ra một mức lương hấp dẫn 1.000 USD một tuần. Eve bị tiền chinh phục. Trong quá trình mua đồ, Adam còn nhờ cô giúp mình tìm một cô vợ không phải dị nhân. Eve cạn lời với anh. Ở một nơi khác, người mẹ chán sống dưới tầng hầm, bà lén lút ra ngoài. Who are you? I'm the mother. It's the mother. Một đám người xuất hiện, người mẹ hoảng sợ lại vội vàng đi xuống. Dưới sự giúp đỡ của Eve và bạn bè, Adam nhận thức được một mặt rộng lớn hơn của thế giới này. Anh hoan hô trong biển cả, cảm nhận kỳ tích của tự nhiên trong mưa. Tất cả đều quá kỳ diệu. Buổi tối, Eve đưa anh đi dự tiệc, giúp anh tìm vợ. Cô tưởng anh ngốc này sẽ không thích nghi được, không ngờ cả buổi tối Adam rất được yêu thích. Anh lưu loát giao lưu với phụ nữ bằng tiếp pháp, còn biết nhảy. Tất cả phụ nữ trong bữa tiệc đều bị anh thu hút. Eve ghen, cho đến khi Adam đi với một người phụ nữ khác, trong lòng cô rất khó chịu. Bạn cô nói cô đã yêu anh. Eve vội vàng phủ nhận. Tôi sẽ không yêu một người. Grown men who collect baseball cards. Yes, you do. Or pee in their pants when they see the ocean. Yes, you do. Or
perfect table manners. Vốn dĩ cô muốn nói xấu Adam, ai ngờ cô toàn nói ra ưu điểm của anh. Eve quyết định ra ngoài tìm Adam, anh lại tự về. Hay ra trượt chân, anh bôi thuốc cho cô. Cuối cùng Eve ý thức được, cô có cảm giác với Adam, không phải anh yêu đơn phương. Eve vừa thấy mình yêu Adam, anh liền nói muốn đưa cô xuống sống ở tầng hầm. Suy nghĩ này quá kỳ lạ, thật giống tên biến thái trong sự im lặng của bầy cừu. Eve sợ hãi, vội vàng nói chúc ngủ ngon, đưa anh ra ngoài. Ngày hôm sau cô gọi bác sĩ tâm thần đến. Adam bỏ chạy, vì không muốn cảnh sát bắn bị thương anh. Cô còn ngăn cản bác sĩ báo cảnh sát. Thực ra trong lòng cô tin Adam, nhưng cô quá sợ hãi. Bác sĩ khoa thần kinh cứ đuổi theo Adam, muốn giam anh lại. Adam vội về quay lại tầng hầm. Anh đã mua đủ đồ đạc. Anh bảo Mao chờ gọi anh là thánh nhân và đám bạn của anh ta đến giúp. Khi Eve đến nhà kho Adam thuê, đồ đạc đã được dọn đi hết. Nhìn thứ Adam để lại ở khách sạn, một tuýp kem đánh răng năm 1961, cô càng ngày càng cảm thấy mình hiểu nhầm Adam. Cô hơi hoảng hốt. Cô còn tìm được vài tấm cổ phiếu năm 1961 trong hành lý của anh. Cô hỏi người bạn làm trong ngành tài chính, mấy tờ cổ phiếu đó trị giá triệu đô. Sau khi biết Adam là triệu phú, cô chỉ chúc mừng bản thân, yêu anh trước khi biết anh giàu có. Adam nói thật, cô quyết định đi tìm Adam. Họ nhớ đến trước đây Adam dừng xe trước một hiệu sách dành cho người trưởng thành, có thể bên dưới hiệu sách chính là tầng hầm. Bọn họ đi vào, dẫm chân, nhảy. Người ở bên cạnh nhìn họ giống như nhìn kẻ ngốc. Do you have a basement? Believe me, all the really good stuff is right up front. Họ không thể tìm được tầng hầm, ít muốn bỏ cuộc. Không ngờ trên đường về, duyên phận vẫn để họ tiếp tục gặp nhau. Ít không nhịn được nhào đến, ôm Adam. How long are you gonna set it for this time? I thought 10 years. Người mẹ rất bất lực. Lúc này Adam quay lại, còn đưa một cô gái về. Bố mẹ anh rất vui. Người mẹ đưa Ít đi nấu ăn. Nhà khoa học lại dạy con trai kiến thức giới tính kỳ lạ. Adam nhờ bố mẹ cài đặt khóa cửa là 2 tháng. Anh và Ít ra ngoài một khoảng thời gian. Trong thời gian 2 tháng này, họ đổi một phần cổ phiếu và thẻ bóng chày thành tiền, bắt đầu lên kế hoạch mua đất, còn xây một căn nhà lớn ở ngoại ô. Adam trở thành triệu phú. Sau khi tất cả xong xuôi, anh đón bố mẹ từ tầng hầm đến biệt thự ở ngoại ô. Adam muốn đợi đến khi từ thích với cuộc sống ở bên ngoài, mới nói với họ sự thật là không có chiến tranh hạt nhân. Người mẹ rất vui. This is beautiful. It's not much different from a fallout shelter. Nhà khoa học vẫn nghi ngờ tất cả. Bao giờ chiến tranh sẽ lại bùng nổ? Khi mẹ vẫn đang chìm đắm trong cảnh đẹp này, nhà khoa lại lén lút đo kích thước khu vườn. Ông chuẩn bị xây một không gian trú ẩn lớn hơn. Tôi là Quạ. Hãy like và share để ủng hộ tôi nhé.